越过了山坡，顶着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻，你露我很多，逞强说会赢我，不得不说你再次遇错的手，看月一朵朵拼凑成我们想要的模样，你会笑着对我说，有着就像我。一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和，小小的人呐、啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪水是幸福的，你每一次调侃我都记得，当我撅着嘴，你多大我一侧。11. Trương Lâm ơi, vào đi. Đây là nhà anh. Có thể coi là vậy. Có cảm thấy rất ấm áp không? Cũng có thể coi là vậy. Nhà mà cũng coi được sao? Nhưng mà anh xem ra cũng không khoa trương lắm. Khoa trương? Ý em là nhà của mấy đại gia như trong phim thần tượng ư? Là một học trưởng của học viện y học. Lấy ví dụ như vậy cho em. Tim chỉ có 2 ngăn. Nếu như quá to ở đây sẽ trống. Đúng không nào bé Sầu? Có ý gì? Không có ý gì. Em ngồi đi. Em muốn ăn hay uống gì? Tôi gọi người mang tới. Không cần đâu. Tôi chỉ muốn nói với anh, xin anh hãy dừng tay. Đừng có đối phó với tôi nữa. Có được không? Tôi thật sự bị anh hành hạ tới chết rồi. Nếu trước đây tôi có đắc tội với anh, tôi xin lỗi anh. Tôi nhận thua. Anh còn tìm tôi gây phiền phức, không có ý nghĩa gì đâu. Xin lỗi học trưởng. Xin lỗi. Sao em lại không tin tôi thật sự theo đuổi em nhỉ? Anh rốt cuộc muốn như thế nào? Tôi đứng thẳng cho anh đánh có được không? Tôi tuyệt đối không đáp trả. Tôi đánh anh 4 lần. Tôi cho anh đánh 5-6 lần. Không. Tôi phải bắt em là bạn gái tôi đấy. Anh... Đúng không bé Sầu? Bé Sầu. Đúng rồi. Tôi nghe nói con lợn của anh, bé Sầu của anh, là bạn gái trước đây để lại cho anh. Tôi thấy anh khá thích nó. Chắc anh vẫn chưa quên được bạn gái cũ nhỉ? Cho nên anh gây phiền phức cho tôi làm gì? Ai nói với em là bé Sầu là bạn gái gì đó để lại? Nó là tôi sinh ra đó. Sinh ra? Anh còn sinh ra được? Sinh ra được nó hả? Em đúng là ngốc tới mức không hiểu so sánh. Bé Sầu bị bỏ rơi. Nó có bệnh tim bẩm sinh. Là tôi cứu nó. Cho nên là tôi sinh ra. Đừng có nhắc gì bạn gái với tôi. Nó bị bệnh tim à? Vậy mà anh còn không dắt dây để nó ra ngoài. Ngộ nhỡ bị đâm phải lại tái phát bệnh thì sao? Ngoan. Vậy bây giờ bệnh của mày đỡ chưa? Nó đã khỏi rồi. Ngồi đi. Được. Bé Sầu. Alo. Đó là số điện thoại tôi tìm chú Lệ Nam mà có. Cậu trả cho tôi. Trưa nay là tôi tức giận với anh. Có chuyện gì cứ nhắm vào tôi. Cậu tưởng tôi làm những việc này là vì cậu à? Xin lỗi nhé. Tôi chẳng có hứng thú gì với cậu cả. Nói gì thế? Để tôi. Đồ biến thái. Tôi cảnh cáo anh. Anh bắt Cố Tiểu Mãn đi đâu rồi hả? Nếu anh dám động vào một sợi tóc của Cố Tiểu Mãn, tôi sẽ xử chết anh. Bây giờ cậu ấy ở đâu? Tôi qua đón cậu ấy. Cậu đưa đây, tôi chưa nói xong. Tôi sẽ đưa cậu ấy về. Nếu anh bận thì tôi đi trước đây. Tóm lại, tôi có thể cho anh đánh lại. Anh đừng làm mấy chuyện kỳ quái đó nữa. Tôi tiễn em. Không cần.
Dù gì tôi cũng là học trưởng của em. Tôi đưa em ra khỏi trường thì phải đưa em về trường an toàn. Không cần, tôi tự gọi xe về. Với thái độ này của em là đến hòa giải với tôi sao? Đi thôi. Anh dừng ở đây đi. Tôi đi về là được rồi. Đừng. Tôi đưa em về dưới tầng ký túc. Không cần. Tôi cứ thích. Anh nghe lời, ngoan. Tản Ngạn, Triển Diệt, sao hai cậu lại tới đây? Chúng mình lo tên biến thái này có mưu đồ bất chính với cậu. Xuống đây cho tôi. Bỏ tay ra. Không bỏ. Cậu không sao chứ? Không sao. Đi. Bỏ ra đồ ngốc. Nói ai ngốc hả? Nói cậu đó. Nói lại lần nữa đi. Tản Ngạn, cậu vẫn luôn đợi mình à? Cậu làm gì thế Tản Ngạn? Anh làm gì thế? Các người làm gì vậy? Đi. Tiểu Mãn, mình đưa cậu về. Mọt sách, dựa vào cái gì mà Cố Tiểu Mãn về cùng cậu? Câu này của cậu ta có trình độ lắm. Tôi vẫn chưa nói chuyện xong với Cố Tiểu Mãn. Nói xong tự khắc đưa cô ấy về. Chẳng phải vừa rồi tôi đã giúp anh rồi ư? Cậu có làm rõ tình hình không vậy? Làm rõ tình hình gì? Các người rốt cuộc là làm sao vậy? Cậu có tư cách gì đưa cô ấy về? Tư cách của tôi lớn lắm đó. Tôi là bạn học cũ của cậu ấy. Bạn học cũ thì ghê lắm à. Anh làm cho rõ nhé. Tản Ngạn không có tư cách. Anh không có tư cách. Chỉ có tôi thôi. Là đồ ngốc cậu có tư cách nhất. Đồ ngốc. Anh xuống xe cho tôi. Xuống xe. Xuống xe. Tản Ngạn. Tản Ngạn. Làm cậu đau à? Hôm nay các cậu rốt cuộc làm sao thế? Vừa rồi các cậu kỳ lạ quá. Chẳng qua chỉ là về ký túc thôi mà. Mình tự về cũng được. Không biết các cậu tranh cãi cái gì nữa. Cố Tiểu Mãn, cậu đừng tưởng cậu biết đánh nhau thì không sợ gì nhé. Xe của loại người như Thẩm Thần Dương cậu đã lên rồi. Cậu có não không vậy? Mình... buổi chiều mình tìm anh ta có việc. Cậu tìm anh ta có việc gì? Chính vì buổi chiều anh ta nói anh ta theo đuổi mình. Anh ta nói gì cậu cũng tin à? Anh ta nói như vậy là vì mình. Vì cậu. Vì cậu cái gì? Tóm lại cậu không được tin. Còn nữa, hai người mới quen bao lâu? Sao anh ta có thể đột nhiên thích cậu chứ? Anh ta chính là kẻ thần kinh. Mình cũng sẽ không tin anh ta. Mình tự biết lượng sức mình. Cậu không cần đặc biệt nhấn mạnh đâu. Mình về ký túc đây. Tự cậu không thích mình cũng nghĩ người khác không được thích mình. Mình kém vậy sao? Cố Tiểu Mãn, mình không có ý đó. Vậy cậu có ý gì? Mình... thật ra mình... xin lỗi, tối mình vẫn chưa ăn. Không phải bụng mình kêu. Lên đại học thật tốt. Còn chưa đến một tuần đã được ăn với cậu hai lần. Mì bò ngon như vậy. Thích thì cậu ăn nhiều một chút. Tản Ngạn, mình thật sự không ngờ cậu vì lo cho mình mà không ăn cơm cứ đợi mình mãi. Đương nhiên mình lo cho cậu rồi. Mình biết. Chúng ta là bạn, bạn học cũ. Vừa rồi cậu nói với mình Triển Diệt cũng chưa ăn nhỉ. Mình nhắn tin cho cậu ấy, bảo cậu ấy qua đây. Không được nhắn. Ý mình là nếu Triển Diệt biết mình ở đây, cậu ta sẽ không đến đâu. Cậu gửi là tự tìm không vui đấy. Hơn nữa cậu ta lớn như vậy, chuyện ăn cơm có thể tự giải quyết. Cũng đúng. Chắc cậu ấy đã về ký túc rồi. Vậy mình về rồi quan tâm cậu ấy sao?
Cậu sao thế? Ăn đi. Tả Ngạn, cảm ơn cậu đã đưa mình về. Về sớm nghỉ ngơi đi. Hỏng rồi, sao mình lại quên chuyện quan trọng nhỉ? Mình chưa hỏi cậu ấy và tôi An Ninh rốt cuộc có quan hệ gì. Tả Ngạn, sao hả? Còn có việc gì à? Mình muốn hỏi một chút, cậu và Tôn An Ninh các cậu, mình muốn biết Tôn An Ninh là bạn gái cậu à? Hai cậu đã yêu nhau sao? Đúng. Cố Tiểu Mãn, sao thế? Mình chính là thấy quan hệ của hai người rất tốt. Mình và cậu ấy còn ở cùng ký túc thì tiện hỏi chút thôi. Mình và tôi An Ninh cùng nhau lớn lên, bố mẹ hai bên là bạn thân. An Ninh là một người lương thiện, cũng rất thích giúp người khác. Hai cậu nhất định sẽ có mối quan hệ tốt. Không còn sớm nữa, về nghỉ sớm đi. Gì thế? Hỏi một câu mà cũng không hỏi rõ. Cậu ấy và tôi An Ninh rốt cuộc có quan hệ gì? Ba người cướp một người. Tôi về rồi. Tiểu Mãn, cậu đã về rồi. Nào nào, mau ngồi đây. Các cậu sao thế? Ngồi đi. Lưu Đan, làm gì thế? Mau đi hầu hạ đi. Hầu hạ đi. Không, các cậu đừng dọa tôi. Cậu mới dọa chúng tôi đó. Sao hả? Thoải mái chứ? Nếu thoải mái, có thể nói cho chúng tôi biết vừa rồi cổng trường xảy ra chuyện gì vậy? Cổng trường? Cổng sau à? Tôi ra ăn mì ở cổng sau đó. Cái gì mà ăn mì? Vừa rồi ở cổng trường, nguyệt hắc phong cao chúng mục khuê khuê, ba người đàn ông cướp một mình cậu. Hai người trong đó còn là Thẩm Thần Dương và Tản Ngạn. Cậu có thể hiểu cho tâm trạng quần chúng ăn dưa bây giờ ngứa ngái trong lòng không? Sao các cậu biết? Vì thế mới nói ba người họ thật sự đang tranh cướp một mình cậu. Không phải, ba người họ lúc nãy cãi nhau. Tin tức các cậu lấy từ đâu? Tiểu Mãn, cậu bị người ta chụp tung lên web rồi. Xem đi, bức ảnh này bị người ta chụp gửi lên web rồi. 1:3. Bức ảnh này là cậu hả? Ba người họ thật sự đang tranh cướp một mình cậu sao? Trời ơi, Cố Tiểu Mãn từ lúc nhập học liền bắt đầu tiếp cận Thẩm Thần Dương rồi. Hai người họ là bạn học cấp 3 cùng trường của Cố Tiểu Mãn. Cố Tiểu Mãn còn từng viết thư tình cho Tản Ngạn. Nghe nói Triển Diệt còn vì Cố Tiểu Mãn đánh nhau với Tản Ngạn. Triển Diệt và Cố Tiểu Mãn vốn là một đôi. Cố Tiểu Mãn vì Thẩm Dương đá Triển Diệt, không ngờ còn cùng lúc lừa Tản Ngạn. Trời ơi, cô ta đây không phải là một chân đạp nờ thuyền sao? Đây là lung tung cái gì vậy? Những người này sao có thể giết lung tung chứ? Tiểu Mãn, nể mặt cùng một ký túc xá, Thẩm Thần Dương, Tản Ngạn, Triển Diệt, rốt cuộc ai mới là bạn trai của cậu? Bọn tôi thực sự tò mò chết đi được. Đều không phải, trong này đều viết lung tung, các cậu một chữ cũng đừng tin. Cùng ký túc với nhau, cậu cũng muốn giữ bí mật à? Tôi thực sự... Xong rồi, Tản Ngạn sẽ không phải nhìn thấy rồi chứ? Cái này xóa thế nào? Xóa thế nào không? Tản Ngạn, cái kia cậu vẫn là tự mình lên web xem một chút đi. Trang web. Một sách, cậu xem đi. Đám người này sao nói lung tung vậy?
Alo, an ninh. Tôi biết rồi. An ninh, sao vậy? Bài viết trên mạng là chuyện gì? Cậu với cố tiểu mãn kia đều là viết lung tung, nhưng video cũng chắc là thật chứ? Các cậu quan hệ không bình thường. Tôi và cố tiểu mãn từ nhỏ là bạn cùng lớp. Cậu ấy bị thẩm thần dương bắt nạt, giúp cậu ấy là nên làm. Nếu người khác rất bình thường, nhưng tả ngạn, tôi quá hiểu cậu. Cậu sẽ không vô duyên vô cớ quan tâm một người khác như vậy, trừ phi cậu thích cậu ta. An ninh, đây là chuyện của tôi. Tôi đưa cậu về. Đúng rồi, cậu có thể liên hệ với giáo viên quản lý trang web không? Sao vậy? Chuyện này đối với cậu, đối với tiểu mãn đều không tốt, nên xóa bài viết đi. Bài viết đã xóa rồi. Đã xóa rồi. Được, vất vả rồi. Cái này chụp mình cũng quá xấu rồi. Vẫn là so với đám trẻ con này, mình đã già rồi. Nhưng kết quả bỏ phiếu này vẫn là rất vừa ý. Xem ra trong lòng mọi người, mình vẫn là có sức hút nhất. Quá ra cố tiểu mãn từng viết thư tình cho Mạc Cương Thi. Vậy cô ấy chính là thích Mạc Cương Thi rồi. Hơn nữa Mạc Cương Thi cùng kẻ ngốc còn vì cố tiểu mãn từng đánh nhau. Kẻ ngốc không phải nói rồi, dáng vẻ đó của Mạc Cương Thi còn có thể đánh nhau. Đúng là có chút thú vị. Xem ra mình phải duy trì thanh xuân mới có thể vui chơi với đám người này. Mình phải ngủ dưỡng nhan. Bé Sầu đi ngủ thôi. Tả Ngạn, cậu nhìn thấy tin trên web chưa? Nhìn thấy rồi, xin lỗi nhé. Lại liên lụy đến cậu rồi. Cậu việc gì phải xin lỗi? Họ nói cậu chân đạp hai thuyền gì đó. Cậu không cần quan tâm họ nói gì. Chuyện của mình bản thân mình biết là được rồi. Ngày mai còn tập huấn, về nghỉ ngơi sớm đi. Nhưng mà trường học đều truyền nhau rồi, cậu thật sự không để ý chút nào sao? Cậu không cần đem thời gian lãng phí trong những chuyện vô vị này, còn làm hỏng tâm trạng của bản thân. Bây giờ cậu nên trân trọng thời gian đại học đến không dễ dàng. Học y rất khó, cậu phải cố lên nhé. Ngủ ngon, cố tiểu mãn. Ngủ ngon. Đó chính là nữ sinh lôi kéo ba người trên web hả? Là cậu ta, phải. Cậu mù à? Đi đường không mở mắt à? Xin lỗi, tôi lao giúp cậu nhé. Cậu tránh ra. Cậu, ai cho cậu giả vờ làm người tốt ở đây? Đúng là đen đuổi. Cậu không phải muốn giúp tôi lao sao? Nè, giày của tôi cũng bẩn rồi, lau giày cho tôi đi. Nè, cậu ta rõ ràng là mượn chuyện gây sự. Cậu còn thật sự lao cho cậu ta? Cái gì mượn chuyện gây sự? Là cậu ta tự nói là muốn lao cho tôi. Tôi cũng không ép cậu ta. Nếu không làm được thì đừng nói lời hay ở đây. Bỏ đi Lệ Na. Lâm Na Na, tiểu mạn đụng vào cậu, nhưng cậu ấy không cố ý. Vậy chuyện cậu trước đó có ý chỉnh cậu ấy là sao? Nếu hôm nay tiểu mãn làm việc cho cậu, cậu có phải cũng muốn mặc quần thủng đấy mới tính công bằng không? Cậu nói cái gì? Trước kia là ai đi khắp nơi nói cố tiểu mãn kỳ lạ? Thế nào? Bây giờ ở đây làm người tốt à? Lâm Nana,
Tôi có thể lau giúp cậu. Nhưng chuyện này xem như qua đi. Sau này mọi người vẫn đều là bạn học tốt. Xin lỗi. Giống loại sinh viên tốt mới học mấy ngày, nổi danh khắp trường như cậu, chúng ta vẫn là giữ khoảng cách thì tốt hơn. Đừng quan tâm cậu ta. Tiểu Mãn, chúng ta ngồi ở đó đi. Đi thôi. Không sao chứ? Tiểu Mãn, thực ra trước kia tôi... Không sao, đều qua rồi. Vậy sau này tôi mời cậu ăn táo. Được thôi, tôi thích ăn táo nhất. Tôi cũng có phần không? Có chứ, tất nhiên có, đều có. Cô Tiểu Mãn, em đừng ăn thứ này. Tôi đưa em ra ngoài ăn đồ ngon. Hôm qua tôi không phải đã nói với anh rồi sao? Em nói gì với tôi? Không sao, chút nữa lúc ăn cơm em nói lại lần nữa với tôi. Đi, anh đừng kéo tôi. Em đừng bài xích tôi như vậy mà. Bây giờ em không có bạn trai, tôi cũng không có bạn gái. Đây cho thấy là gì? Cho thấy chúng ta là một đôi trời sinh. Ai nói với anh tôi không có bạn trai? Tiểu Mãn, cậu có rồi sao? Tôi ai vậy? Tôi việc gì phải nói với anh? Em nói với tôi bạn trai của em, tôi dễ từ bỏ. Tôi, bạn trai của tôi chính là ở đó. Đây xem ra hình như tóm lại anh cách xa tôi ra một chút. Cố Tiểu Mãn, Cố Tiểu Mãn, em đi nhanh như vậy làm gì? Đợi tôi với. Sao vậy? Có thể là nước lúc nãy hơi lạnh, hơi đau dạ dày. Tôi mua bát cháo cho cậu. Nhanh vậy, mới đây liền mất bóng rồi. Mình có kịch độc sao? Chúng ta lại phải tập hợp rồi. Huấn luyện quân sự buổi sáng khiến tôi đứng rất mệt, vì tôi từ nhỏ liền thích những thứ phương diện y học. Tiểu Mãn, Tả Ngạn thật sự là bạn trai cậu sao? Nhưng vì sao cậu ta luôn ở cùng với Tôn An Ninh? Không phải. Lúc nãy tôi là bị Thẩm Thường Dương ép, vì thế chỉ tùy tiện chỉ. Hai cậu đừng hiểu lầm. Được thôi, nhưng cậu cũng quá chuẩn rồi. Tiện tay chỉ một cái liền có thể chỉ được Tả Ngạn. Cậu không biết, lúc nãy trong lòng tôi hồi hộp, tôi vẫn luôn định hót Tôn An Ninh, nói cậu ta với Tả Ngạn xứng đôi. Tôi còn cho rằng tôi nịnh sai rồi chứ. Nhưng Tiểu Mãn, cậu thực ra có chút thích Tả Ngạn đúng không? Tôi không có ý khác. Tôi chính là muốn nhắc nhở cậu. Tối qua Tả Ngạn dưới tình huống đó kéo cậu đi, cho dù đổi thành ai cũng nên rất cảm động. Nhưng cậu ta một bên nhìn giống như đối với cậu rất tốt, một bên lại luôn ở cùng Tôn An Ninh. Làm không tốt, cậu ta chính là điều hòa ở giữa. Đẹp trai đều là đa tình, huống hồ loại vừa đẹp trai lại thông minh. Tiểu Mãn, cậu nhất định phải cẩn thận một chút, đừng ngốc nghếch để bản thân rơi vào. Lệ Na, cậu nghĩ nhiều rồi. Tả Ngạn mới không phải loại người đó. Cậu xem đi, bây giờ đã bắt đầu nói chuyện giúp cậu ta rồi. Cậu nói đi. Đa tình. Mình đang nghĩ gì vậy? Đi thôi. Các em, hôm nay tôi sẽ dạy các em vài chiêu chiến đấu đơn giản. Mục đích chính là để phòng bản thân. Nhưng các em tuyệt đối đừng cho rằng học được rồi đều sẽ là cao thủ võ lâm. Nếu sau này gặp phải chuyện đột xuất, một chữ: chạy. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Tiếp theo do tôi và Trương Giáo Quan làm động tác mẫu cho các em. Các em nhất định phải xem nghiêm túc. Làm đi. Làm lại lần nữa, động tác chậm. Nhìn rõ chưa? Nhìn rõ rồi.
Tiếp theo, ghép nhóm tự do, chia nhóm huấn luyện. Nhất định phải chú ý an toàn, nghe thấy chưa? Nghe thấy rồi. Bắt đầu. Đi. Nhất định phải chú ý an toàn. Cố Tiểu Mãn, hai chúng ta một nhóm. Được. Cậu muốn công trước hay thủ trước? Tôi cảm thấy tôi sẽ để cậu đánh trước à? Được thôi. Cậu yên tâm tấn công tôi. Tôi có kinh nghiệm, sẽ không làm cậu bị thương đâu. Được. Các cậu làm gì? Eo tôi. Chuyện gì vậy? Không phải là giở trò gì chứ? Làm gì vậy? Lại muốn đứng nghiêm sao? Một người, hai người đều thế. Dừng hết cho tôi. Tập hợp. Xoay phải, xoay. Chạy bộ, chạy. Cố Tiểu Mãn, em sao thế? Xem để em đánh ngã thành thế này. Là cậu ấy đánh lén em trước. Em chỉ là phản xạ có điều kiện. Hơn nữa em kèm hết sức rồi. Đánh lén? Em không hề. Chẳng qua là muốn đùa với cậu ấy. Ai ngờ cậu ấy ra tay nặng thế. Eo em đau chết được. Tôi. Nhẹ thôi. Còn đứng lên được. Chắc xương không sao. Hay đưa em đến phòng y tế trước, kiểm tra một chút. Cố Tiểu Mãn, chỉ là buổi trưa tôi cãi với cậu vài câu. Cậu có cần đối xử với tôi đến mức này không? Cùng lắm là tôi xin lỗi cậu. Em xin lỗi gì chứ? Có xin lỗi cũng lại mấy xin lỗi. Cố Tiểu Mãn, nhanh xin lỗi người ta đi. Em, nhanh. Lâm Nana, cậu nói cho rõ lời lúc nãy. Tôi chỉ là lỡ Lâm cậu bị thương. Hơn nữa tôi đã kiềm sức rồi. Kiềm sức? Nếu em không kiềm sức thì sẽ thế nào? Có phải đánh em ấy thành tàn phế? Có phải em thấy mình lợi hại lắm phải không? Huấn luyện viên, em không có ý này. Vì cậu ấy nói như em cố ý trả thù cậu ấy. Nếu em thật sự muốn trả thù, vậy hôm nay cậu ấy có thể không dậy nổi. Tôi làm huấn luyện viên lâu như vậy, chưa từng thấy sinh viên có khẩu khí lớn như em. Em ra phạt đứng. Phạt đứng thì phạt đứng. Nhưng em tuyệt đối không xin lỗi. Được, tôi không phạt em. Tôi và em cùng đứng nghiêm. Nếu em không đứng nổi nữa thì lập tức xin lỗi Lâm Nana. Một lời đã định. Giải tán. Nghỉ 10 phút. Cậu bước đi nghiêm thật. Mệt quá, đi mua nước. Đi. Triển Diệt, cậu nhanh đi khuyên Tiểu Mãn đi. Cậu ấy sao vậy? Đứng bao lâu rồi? Hơn nửa tiếng. Tiểu Mãn, đừng đứng nữa, một lát là say nắng đấy. Cậu đừng lo cho mình. Mình không sao. Cô Tiểu Mãn, quả bóng lúc nãy có phải em đá không? Không phải em. Không phải em. Vậy là ai? Em. Em không thể nói. Thầy Dương, thầy như thế là muốn em bán đứng đồng đội. Em là người tập võ, không thể làm thế. Em cảm thấy mình có nghĩa khí lắm phải không? Quả bóng này là em đá. Em đứng gần tôi nhất. Các em ấy đều ở phía sau. Thầy Dương, thầy không có lý. Cố Tiểu Mãn, phạt em đứng dưới cột cờ. Nghĩ kỹ lại xem. Nghĩ kỹ rồi đến phòng làm việc tìm tôi. Thầy Dương, thì là em. Xin xỏ thì đứng chung. Cười cái đi mà. Cậu cười cái đi. Thank you.
Tôi mà đến muộn một chút là chắc em say nắng rồi. Có chút chuyện thế, em không biết tìm thầy Dương xin lỗi. Nói vài lời tốt à? Nhưng thật sự không phải em đá, cho nên mới bảo em đi nói vài lời tốt. Nhưng thật sự không phải em đá mà. Tiểu Mãn cứ đứng như thế nữa chắc chắn sẽ say nắng. Hai cậu có thế nào cũng là bạn học, cậu nhanh khuyên cậu ấy đi. Vô ích thôi. Cậu ấy có nguyên tắc của mình, hơn nữa còn cứng đầu. Một khi đã nhận định thì không ai khuyên được. Cô Tiểu Mãn, được rồi đấy, em còn biết hành hạ hơn tôi nữa. Cậu ta là muốn nổi tiếng. Anh xem, giờ tiêu điểm cả sân tập không phải là cậu ta sao? Tiểu Mãn, nhìn mình. Cậu đừng đùa nữa, mình hết sức rồi. Vậy thì đừng đứng nữa. Không được, đây là vấn đề nguyên tắc, mình không thể nhận thua. Hỏng rồi. Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, anh làm gì thế? Cậu làm gì thế? Dừng tay. Bỏ ra. Không bỏ. Bỏ ra. Không bỏ. Giải tán đi, giải tán đi. Đừng nhìn nữa. Bỏ tôi ra. Tôi không bỏ. Bỏ ra. Tôi không bỏ. Người đã đi rồi. Đồ ngốc. Tỉnh rồi à? Mình ngất đi sao? Buồn quá. Mình thua mất rồi. Chẳng cố gắng gì hết. Giờ cậu đừng nghĩ mấy chuyện không đâu nữa. Cậu tưởng cậu làm bằng sắt sao? Cậu không hiểu rồi. Mình hiểu. Lúc trước cậu giúp Triển gì bị thầy Dương phạt đứng, đứng đủ một tiếng dưới nắng gắt. Mình biết cậu có lý lẽ của cậu, nhưng mà sao cậu biết chuyện này? Sự tích huy hoàng của cậu còn ít sao? Tả, Tả Ngạn, trong lòng cậu có phải mình là nữ lưu manh, nữ côn đồ không? Thực ra mình muốn làm thục nữ lắm, nhưng chuyện chẳng bao giờ như mong muốn. Cậu có phải thục nữ không? Không quan trọng. Quan trọng là cậu sốc nổi quá. Cậu xem dáng vẻ cậu kìa, còn muốn làm thục nữ à? Không sợ người ta lo sao? Ai mà lo cho mình chứ? Bố mình ở xa xôi thế, mình sẽ không nói cho mấy biết đâu. Vậy cậu thử xem, lần sau cậu còn làm thế, mình sẽ nói với bố cậu. Ngốc chết được. Ý mình là mình nghe thấy rồi. Trước đây cậu từng nói mình không ngốc mà. Được được được, cậu không ngốc, chỉ có hơi khờ, cũng rất đáng yêu. Vậy cậu nghĩ lát đi, mình đi mua hoa quả cho cậu. Được rồi.
hình tượng của mình trong lòng Tả Ngạn hoàn toàn không thay đổi được rồi. Tôi có một tin tốt và một tin xấu. Em muốn nghe cái nào trước đây?什么？害怕什么？别怀疑生命中的。